Xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Lorem Audio. Ngày hôm nay thì rất là vui, ngay buổi sáng sớm thôi thì bên em cũng đang set up một đơn đặt hàng của một vị khách đến từ Gia Lai. Anh có đặt với Lorem Audio một cặp loa JBL ES10, một chiếc đẩy X7 DAC phiên bản màu vàng gold. Và trong bộ cấu hình này thì bên em có đang tiến hành tặng cho anh một bộ mic không dây VK321 để tương thích với màu sắc cũng như là cái chất âm của chiếc đẩy X7 DAC. Vâng, và chọn bộ combo này dành cho các khách hàng với tổng giá trị lên đến 20 triệu đồng. 20 triệu đồng chúng ta sẽ có được một cặp loa, một chiếc đẩy X7 DAC màu vàng gold như thế này. Và đây là một trong những cái sản phẩm hết sức độc đáo, cũng như là nó là bản phiên bản giới hạn. Chính vì vậy nó sẽ mang được nhiều những cái sự độc đáo, cũng như là những cái tính năng cốt lõi mà trên những chiếc X7 thường nó lâu nay chúng ta đang được trải nghiệm những chiếc X7 DAC phiên bản màu đen, thì đấy là những chiếc X7 thường. Còn đối với phiên bản này thì nó sẽ cao cấp hơn rất là nhiều về vật liệu, về mạch, cũng như là những con chip xử lý. Công suất thì nó nhỉnh hơn cũng một không đáng kể một xíu thôi, nhưng mà những tín hiệu xử lý qua chiếc đẩy X7 DAC phiên bản vàng này thì nó thực sự nó sắc nét hơn rất là nhiều, và chính vì vậy nó mới mang một cái mức giá gấp đôi so với chiếc đẩy X7 đen bình thường. Và áp dụng trong những cái chương trình khuyến mại đấy thì là bên em cũng đang tặng tất cả các bác khách hàng một bộ mic không dây VK321 màu vàng gold, để chúng ta có được đồng bộ tương thích về màu sắc cũng như là chất âm, đồng bộ thương hiệu, thì chúng ta sẽ có được một cái bộ máy nó ok hơn, nó xử lý những bản nhạc nó tốt hơn. Và trên đây thì đang có một cặp loa JBL ES10 phiên bản loa cây, được thiết kế rất là độc đáo. Bên em cũng đã tung ra thị trường cách đây khoảng 2-3 tuần, và hiện tại thì mẫu loa này rất là hot. Các bác được hưởng những đôi loa hình thức đẹp, chất âm hay, độc lạ, mức giá rất rẻ, 6 triệu. Chính vì thế cũng đang có rất là nhiều những các bác khách hàng cũng rất là muốn trải nghiệm cũng như là mua sắm những đôi loa này về để trưng bày trang hoàng trong cái phòng khách của chúng ta. JBL ES10 thì được thiết kế một loa chung rất là lớn nằm ở phía trên cao nhất, chính vì vậy nó sẽ phóng và lan tỏa được những cái giải tần số mang trong cái ngưỡng của loa chung xử lý, như là giọng hát của chúng ta, là giọng hát của ca sĩ ở những cái bản nhạc có lời, thì chúng ta sẽ được nghe rất là chi tiết. Tiếp theo là một chiếc loa siêu chép ở phía dưới, và dưới cùng là một chiếc bass 25. Tiếp theo ở trên này thì chúng ta có thể thấy chép thì người ta lại đặt ở phía dưới. Thì với cách thiết kế như vậy, vỏ thùng, cái hộp của hộp cộng hưởng của chiếc loa này thì nó cũng được thiết kế vát lên như thế này. Khi chúng ta kê cái loa như này thì cảm giác như là mặt loa nó hơi hướng chếch lên trên một chút. Vì vậy nó sẽ phóng được âm thanh nó đi xa hơn, mạnh mẽ hơn. Đặc biệt thì trên phiên bản này hát karaoke cực kỳ hay nha các bác, chung rất lớn. Và sau đây thì em sẽ test một bản karaoke để chúng ta cùng nhau nghe trải nghiệm chất âm của chiếc đẩy X7 DAC phiên bản màu vàng gold limited và một cặp loa JBL ES10. Nó sẽ hòa quyện với nhau, trộn lẫn với nhau, pha trộn với nhau, nó đưa ra cho chúng ta những cái giải âm thanh nó sắc nét chi tiết như thế nào. Và bây giờ thì rất là mong các bác cùng đeo tai nghe vào và cùng nghe một bản karaoke. Thank you.
Trên sông Đa tôi tình cờ quen nàng, ngồi bên nhau gọi tên nhau để rồi xa nhau. Em đã đến và đã đến như áng mây, như cánh chim bay qua bầu trời. Ôi hình hài một vài giờ, tôi muốn nên chọn lời êm đềm kề tai em bằng con tim một người yêu em. Chưa nắng cháy sợ gió núi xô sóng khơi tan vỡ mau, nên tôi nghẹn lời ôm cuộc đời vạn phận lẻ loi. Em ơi thời gian gần cuối nào được bao nhiêu, mà khi rơi gót lòng đầy cô liêu nên xa em rồi tôi nhớ em nhiều. Em ơi thà không gặp gỡ, thà đừng quen nhau, đừng cho hình bóng, đừng nhìn nhau lâu. Tôi không ôm ấp kỷ niệm đơn đau, tôi đứng đó như hình một pho tượng, chờ ai đây, đợi ai đây và tìm ai đây. Nghe nuôi tiếng gào thét giữa muôn sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi, mong gì gặp lại lần thứ hai. Nào được bao nhiêu, mà khi rơi gót lòng đầy cô liêu nên xa em rồi tôi nhớ em nhiều. Em ơi thà không gặp gỡ, thà đừng quen nhau, đừng cho hình bóng, đừng nhìn nhau lâu. Tôi không ôm ấp kỷ niệm đơn đau, tôi đứng đó như hình một pho tượng, chờ ai đây, đợi ai đây và tìm ai đây. Nghe núi tiếc gào thét giữa muôn sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi, mong gì gặp lại lần thứ hai. Nghe trái tim rung lên bồi hồi, mong gì gặp lại lần thứ hai.